Vâng, xin chào tất cả các bác. Đây là ba con QSC dòng RMX nha các bác, dòng mà có một con khủng long, đó là 4050. Và trong video này sẽ có là con 1450 này các bác. Ở phân khúc rất là tầm tiền, 9.500.000, mé cực đẹp nha. Những dòng này đời cao cấp của QSC nên đều sử dụng nguồn xuyến nha các bác. Con này thì các bác chơi một cặp full 30 kèm thêm một cặp 20 nha. 1450 nha, 9.500.000, chạy 20 sò. Và con 2450 thì nó khủng hơn, nguồn xuyến nó lớn hơn, nó chạy là 24 sò. Con này các bác chơi full 40 hoặc là hai cặp 30 nha, máy bãi đẹp xuất sắc luôn nha các bác. Hai volume phía trước, con này giá 11.500.000, RMX 2450 nha các bác. Máy là cực đẹp nha. Ba con này đều trang bị hai cầu loa cho các bác hết, một cầu loa bắp chuối mỏ chim và một cầu loa chuyên nghiệp. Đường tín hiệu vào là 6 ly ba lăng nha. USC. Những con này hàng Mỹ, xuất cho thị trường châu Âu, sử dụng điện 220-24 rất là tiện nha các bác. Đây là trạm loa Nutrix này. Trạm loa bắp chuối mỏ chim, đường tín hiệu vào 6 ly ba lăng. Và con này là con 4050, con này chạy 32 sò. Trạm loa Nutrix cũng sử dụng hai trạm hai tản nhiệt. 4050 là phiên bản nâng cấp của con 4050 nha các bác. Đây là 4050 HD nha, sử dụng nguồn HD cao cấp, là phiên bản nâng cấp của con 4050 trơn. Con 4050 trơn các bác sẽ thấy được là nó chạy hai tăng phô xuyến hai bên nhưng mà nó nhỏ, còn con này tăng phô nó rất là to, nó chạy một tăng phô chính rất là to, cao khoảng 10 cm và rộng khoảng 22 cm, cực kỳ lớn nha các bác. Và mỗi vế là 16 sò. 2 4 6 8 9 9 9 là 18 18, tổng 36 sò nha các bác, 36 sò nha. QC 4050 HD cực kỳ hiếm nha các bác, cấu hình đua mono super. Con này giá 14.500.000 nha các bác, 14.500.000. Các bác chơi hai cặp full 40 hoặc là chơi hai cái sub 50, con này cực khủng quá. 4050 HD nha các bác. Con RMX 1450 là 9.500.000, còn 2450 là 11.500.000, còn 4050 HD là 14.500.000. Bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em qua hai số điện thoại trên. Thì theo mình ở nhà mình xài nhiều loa và loa lớn loa nhỏ, thì loa lớn thì mình chơi con 2450 hoặc là 4050 HD, còn loa 30 thì mình chơi lại thì mình chơi con 1450 là bác quá ngon rồi. 1450 quánh rất là hay nha. Đặc trưng của dòng QSC thì uy lực á, quánh rất là căng tiếng. Giá trên là đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng nha các bác.